Nên nhớ, đó là những điều mà chúng ta nhớ là coi rồi phải thân mình tự trị. Chẳng đổ xong là Phật khó dắt nhiều. Đừng có nặng vào thầy mình, đừng có nặng vào Phật mình. Đức Phật và thầy lúc nào cũng thương xót và muốn cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng với điều kiện là chúng ta phải làm theo lời gì? Làm theo lời chỉ. Nếu như có những điều gì mà nó còn bị yếu, nó bị kém, thì các ngài sẽ gia hộ cho mình để vượt qua. Thì các ngài chỉ nâng đỡ mình để vượt qua thôi. Còn tất cả những sự vươn lên là do nơi chính chúng ta là tự lực. Chính chúng ta là tự lực. Chứ đừng cái gì cũng nảnh thầy mình đó. Cái gì cũng nảnh Đức Phật. Cái gì cũng kêu trời Phật thầy cứu mình, nhưng mà mình không có chịu nỗ lực thì Phật thầy cũng bó tay thôi. Kính thưa cùng tất cả chú quý vị, giờ đây thì chúng tôi chỉ còn khoảng 15-17 phút thì nó là hết. Thì tôi sẽ gói gọn trong cái thời gian này. Tôi thì thật sự đó, hồi nào tới giờ nó quen, nếu cắt giờ là nó sẽ đi, nếu có đồng hồ mà treo trước mặt là không có suy dịch phút nào hết đó, ngặt không có đồng hồ trước mặt, là do mình không có canh được thôi. Bởi vì mình phải biết là, tôi tỉ dụ thế này đi, bây giờ nếu mà dọn cho quý vị một món đồ ăn, dọn ăn bao nhiêu thì mình ăn bao nhiêu, chẳng thà dư lại, chẳng thà dư lại, chứ không ăn lố, gấp của người khác nên là quá không gấp, đó là nó can. Thì cái nói nó giống y vậy, cái nói giống y vậy, ăn nói nó bằng nhau. Cho nên nếu mà thời gian nó có lố 1-2 phút thì qua nghỉ ha. Nhưng thôi bây giờ thế này, để tranh thủ thời gian đi. Khi nói đến đi từ nhìn giới cấm, thì nói đến giới cấm thì những quý vị chúng ta đã biết rồi, là người tín đồ Phật giáo bảo chúng ta đó là có 8 điều, tức là bài lời khuyên bổn đạo. Bài lời khuyên bổn đạo. Sở dĩ tại sao vậy? Tại sao mà cần phải lấy giới làm đầu? Vì giới nó là khuôn, là thước, là mẫu, là mực, để giúp chúng ta thành tựu đạo quả. Nhưng tại sao vậy? Là vì Đức Phật nói rằng, trong kinh nói đó, là tam thế Phật pháp giới di căn bản, căn bản bất tu là đạo diễn hồ tai. Phật ba đời lúc nào cũng lấy giới luật làm căn bản. Nếu có đạo căn bản này mà không tu thì sẽ xa đạo vậy. Và kinh Phạm Vọng đó là giới minh như nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác. Giới nó sáng như mặt trời mặt trăng, giới nó quý như hạt châu anh lạc. Tất cả bồ tát đắc đạo như di trần đều do giới luật mà thành. Thì đủ biết rằng giới luật nó là một cái nền tảng căn bản không thể thiếu. Và trong tam sở học môn á, tức là lấy giới làm đầu, giới nó mới định, định nó mới sanh huệ. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta là cái người tu tịnh độ, chúng ta cũng phải lấy giới ra, lấy giới ra. Mà cái giới của người tịnh độ chúng ta đó, nếu là người Phật giáo hảo, chúng ta căn bản 8 điều đang cấm, 8 điều đang cấm. Mình về mình đọc lại 8 điều đang cấm, nó rất là rộng, rất là dài, chúng ta chỉ nói đại lược thôi. Nhưng mà chúng tôi nói với quý vị đó, ngoài vấn đề 8 điều đang cấm ra, chúng ta còn có 10 điều không phạm, đó là 10 điều ác không phạm, là cộng lại là 18 điều. 18 điều để gì, làm gì? Sửa cái tâm ô tạp. Mà tâm ô tạp là cái tâm gì? Nó tâm ô tức là đen tối, nó thường thường nó là con mực thì nó đen, mà chữ ô nó cũng là đen. Như vậy là cái tâm đen tối, tâm không trong sạch, tâm không trong sạch mà lại là tạp nữa. Tạp tại sao là tạp? Là cái gì nó cũng chứa hết. Thường thường ta nói là tạp vật sắc đó, vô cái tiệm mà tạp vật sắc chắc không có thiếu cái giống gì trên bồ lon con tán, loại lớn loại nhỏ, không có giống gì mà không có, theo là tạp vật. Như vậy là bây giờ mình mới điểm là trong tâm mình có tạp vật không, chứa mình nhóc ở trong á, giận hờn thương yêu ghét muốn ganh tị tật đố thù hềm, nó chứa đủ trong đó trên, không thiếu điều gì hết á. Thì mục đích chúng ta đó tu là làm sao giữ giới, để rồi chúng ta dẹp bỏ những tâm ô tạp đó. Cho nên mình thấy nè, cũng như bây giờ đọc điều cấm thứ 8 nè, tóm tắt: ta phải thương yêu lẫn nhau con một cha, nhiều dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, nó giữ đằng trọn lành trọn sáng, vậy nó có tiêu phương dưỡng học đạo cho hoàn toàn, nó trở lại cứu giúp chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh diện nên thường coi kệ giảng, mà giữ gìn phong quán nước nhà, giữ những tục lệ chính, bỏ tất cả những hiệu dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi.
Như vậy thì rõ ràng cái điều răn cấm thứ 8 là vừa bảo vệ cho chính mình mà vừa là bảo vệ cho tất cả mọi người. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ nói về giới. Cái giới nó có một công năng rất là đặc biệt. Khi nói đến giới đó, tức là giữ gìn, giữ gìn. Mà luật đó là giữ chung cho tất cả, mà giới là giữ cho từng người, từng cá nhân. Mà luật đó là để giữ chung cho tất cả. Tại sao nếu mà cái ngày xưa tôi nói tôi giáo hội ngày xưa mà có cái giáo quyền đó, nếu mà cái người mà tín đồ giáo mão mà nếu mà phạm giới đó, lần thứ nhất là quỳ hương cảnh cáo, lần thứ hai quỳ hương cảnh cáo, mà nếu lần thứ ba rồi trục xuất ra khỏi đạo đó. Mà chúng ta đọc lại điều kiện vào đạo đó phải gì không? Luật tức là giữ cho đoàn thể được trong sạch, mà giới đó là giữ cho từng cá nhân chúng ta được trong sạch. Cho nên khi nói đến từ giới luật đó, tức là giữ cho từng cá nhân và cho đoàn thể được trong sạch, như là cho giáo hội, cho giáo đoàn chẳng hạn. Nếu ai phạm luật là đuổi ra, trục xuất ra khỏi đạo liền. Nhưng bây giờ ai phạm phạm hay gì? Phạm phạm bình thường, không ai đuổi ai được chứ, đâu ai có quyền đâu đuổi, phải không? Vậy sao mà sửa tâm ô tạp cho được? Cho nên giới luật nếu đúng ra chúng ta phải tự nghiêm túc chính mình, tự mình phải sa thải mình. Mà sa thải gì? Sa thải những điều quấy ác, mình cảm thấy mình sai, mình trật, thì mình phải cách ly, mình thải mình. Nhưng điều này chúng ta có thải mình đâu, mình thải người ta không à? Mình thì mình không có thải, mà thải người ta không đó. Vì vậy cho nên á, khi nói đến vấn đề này đó, thì chúng ta thấy rằng là nhìn giới cấm sửa tâm ô tạp đó là như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy giới đó có 3 phần, tức là gọi là tam tự giới đó. Nếu chúng ta mà giữ giới mà cho nó niêm mật đó, tinh nghiêm, cái này gọi là giữ giới tinh nghiêm, thì cái trước nhất đó là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là chúng ta giữ những cái luật mà không cho phạm. Như sáng giải thích thầy chúng ta cái nào là nhiếp luật ở trong cái bài 8 điều răn cấm á. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ác phiện, chơi bời thôi đàn điếm. Cái này gọi là nhiếp luật, không được phạm vào, giữ không cho nó phạm. Còn nhiếp thiện là gì? Nhiếp thiện là giữ những điều lành, gồm giữ như lành không cho nó mất. Mà gồm giữ như điều lành chúng ta giữ gì? Cũng đọc tiếp cái điều thứ nhất, giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Như vậy là chúng ta giữ giới đó, là chúng ta giữ bên ngoài quấy lỗi không cho nó phạm, và bên trong những điều thiện lành không cho nó mất. Đó là giữ giới đó. Cho nên cái người giữ giới nó giống như là cái người mà giữ thành vậy đó, một vị tướng giữ thành vậy đó. Người ta dùng cái câu là gì? Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tức là ở trong những điều thiện lành trong tâm hồn chúng ta đừng để cho nó mất, giữ đừng cho nó mất, chứ là không cho nó xuất. Còn bên ngoài những điều quấy ác chúng ta giữ không cho nó vào, tức là không cho nó phạm. Nếu được như vậy thì thành trì chúng ta sẽ vững chắc. Nếu người tu chúng ta mà giữ giới được như vậy thì cuộc đời tu chúng ta sẽ được vững vàng, không bị tác động bên ngoài. Mà nếu không bị tác động bên ngoài là nó không xáo động bên trong, tức là trong ngoài chúng ta có thể khế hợp một cách vững chắc. Như vậy thì chúng ta sẽ an định trong từng hoàn cảnh. Cho nên vậy mà chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời hành đạo đó là cái giới nó quan trọng là như vậy. Cho nên gọi là gìn giới cấm để mà làm gì? Sửa tâm ô tạp. Sửa tâm ô tạp. Và cái điều thứ ba đó là gì? Trong cái luật là gì? Là nhiêu ít thổ tình. Có nghĩa là chúng ta giữ như điều ác không cho phạm, giữ như điều lành không cho nó mất. Và lúc bây giờ chúng ta mới làm sao để cho tất cả các chúng hữu tình được lợi lạc. Mà khi chúng ta giữ giới đúng mức rồi đó thì chúng hữu tình được lợi. Cái thứ nhất, tôi thí dụ, bây giờ chúng ta không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không vọng ngữ, không mẫm tửu, thì những chúng hữu tình chung quanh không bị hại. Chúng ta không sát sanh thì loài vật nó đâu có bị sát hại. Chúng ta không đạo tặc thì người khác đâu bị mất độ. Chúng ta không tà dâm thì đâu có người khác đâu có bị xâm hại. Như vậy rõ ràng nhờ vào giữ giới mà người khác được lợi. Như thế đó nó cũng chưa, mà chúng ta còn có một điều quan trọng là chúng ta phải đem cái giới luật đó ra để là khuyên mọi người cùng giữ, cùng làm, để cho người khác được lợi một cách thiết thực hơn. Thì cái này gọi là gì? Là nhiêu ích hữu tình giới, lợi ích cho chúng hữu tình. Như vậy là lợi ích cho chúng hữu tình từng bên ngoài lẫn cả bên trong. Bên ngoài là họ không bị mất mát, bị xâm hại, và bên trong là họ sẽ được nhận được cái chân lý, cái giới luật đó, mà bên trong họ giữ gìn. Bên trong họ giữ gìn họ sẽ được hạnh phúc an lạc, và ngay trong cuộc đời của họ sẽ được thoát ly sanh tử. Như vậy thì
Giới luật là một vấn đề mà chúng ta cần phải có, mỗi người tu là tu Phật nhất định phải có, bỏ là không thành tựu đâu. Cho nên muốn niệm Phật cũng phải lấy giới luật ra, giữ giới. Vì chúng ta tu thập thiện tức là chúng ta giữ giới rồi, chúng ta giữ 8 điều răn cấm. Như vậy thì này là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ sống ở trong cuộc đời này đó. Nếu mà chúng ta buông cái hàng rào thì nhất định là cái cây đó nó sẽ bị chó mèo trâu bò nó sẽ bươi xới, nó làm cho tróc gốc. Mà nếu mà chúng ta lấy hàng rào mà rào kiên cố rồi thì những cái loài đó nó không xâm hại được. Vậy cho nên người tu chúng ta cần phải có giới luật. Mà giới luật tôi nhắc lại một lần nữa, người tu chúng ta phải lấy 8 điều răn cấm ra làm tranh lối, lấy 10 điều ác chánh làm 10 điều lành, thực hiện những điều đó. Còn những điều mà nó sâu hơn nữa như là căn trần không nhiễm cũng là giới luật, nhưng mà chúng ta chỉ nói những phần gần gũi nhất, tức là tránh ác hành thiện, giữ 8 điều răn cấm, thì chúng ta sẽ cộng vào với pháp môn niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi về bài khác. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta sẽ có được con đường, có được pháp môn, có được hàng rào, có sự bảo vệ bằng chân lý. Chân lý bảo vệ chúng ta một cách chắc chắn, không ai bảo vệ mình được đâu. Ngay cả Đức Phật chỉ gia hộ cho mình trong những lúc khổ khó nếu như chúng ta tận tâm tận lực để hành đạo. Còn giới luật thì sẽ bảo vệ cho mình nếu chúng ta giữ gìn giới luật một cách thiết thực. Còn nếu chúng ta không giữ gìn một cách thiết thực thì coi như là giới luật cũng không giúp ích cho mình. Nên nhớ, đó là những điều mà chúng ta nhớ là coi rồi phải thân mình tự trị. Chẳng đổ sông là Phật khó dắt diều. Đừng có nặng vào thầy mình, đừng có nặng vào Phật mình. Đức Phật và thầy lúc nào cũng thương xót và muốn cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng với điều kiện là chúng ta phải làm theo lời chỉ, làm theo lời chỉ. Nếu như có những điều gì mà nó còn bị yếu, nó bị kém thì các ngài sẽ gia hộ cho mình để vượt qua. Thì các ngài chỉ nâng đỡ mình để vượt qua thôi. Còn tất cả những sự vươn lên là do nơi chính chúng ta là tự lực. Chính ta là tự lực. Chứ đừng cái gì cũng nặng thầy mình đó. Cái gì cũng nặng Đức Phật. Cái gì cũng kêu trời Phật thầy cứu mình, nhưng mà mình không có chịu nỗ lực thì Phật thầy cũng bó tay thôi. Bó tay thôi. Vì vậy cho nên giới luật là một hàng rào chúng ta cần phải giữ một cách nghiêm mật. Pháp môn là một đường lối giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả. Hai vấn đề này chúng ta phải đi song song. Trồng cây mà chẳng dắp rào để cho gió là tạt vào gốc lai. Như là chúng ta trồng cây bồ đề, chúng ta phải gieo rắp nó lại, mà lấy giới luật ra gieo rắp thì chúng ta niệm Phật sẽ có thành tựu. Thì hôm nay trong cái buổi gặp gỡ trao đổi này, chúng tôi chỉ nói về một vị nho nhỏ với quý vị. Trong giáo lý của đạo thầy nó còn rất là nhiều. Đây là tôi chỉ nói bằng cái tâm niệm, cái cảm nghĩ của tôi, bằng cái cảm nghĩ của tôi. Giới luật là một vấn đề không thể thiếu đối với hành giả tu hành. Và pháp môn là một con đường, là một chiếc thuyền, một sức chuyên chở đưa chúng ta qua bên kia bờ. Nếu như con thuyền mà không có bánh lái, con thuyền nó sẽ bị đâm bên này đâm bên kia. Người tu mà có pháp môn mà không có giới luật thì cũng không thành tựu được. Vì giới luật nó là chiếc bánh lái để kềm dẫn chúng ta qua bên kia bờ. Còn pháp môn là phương tiện, là xuồng, là thuyền chở chúng ta. Nên nhớ điều này, hai vấn đề bánh lái và chiếc thuyền không thể rời nhau. Nếu mà bỏ bánh lái rồi tôi bảo đảm gì là giông gió chúng ta kềm không có dẫn đâu, là lật là chìm. Như vậy thì tất cả chúng ta đã có được phương tiện, giới luật và pháp môn giống như con thuyền và bánh lái gắn liền nhau, thì dầu cho sóng gió giả dời cũng cam, nhưng nhất định là phải đi qua bên kia bờ, với điều kiện là chúng ta phải lèo lái cho vững. Lèo lái cho vững, lái mà còn lèo nữa. Thứ gì mấy 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 cô bác nào mà ai ngày xưa mà có đi bờm mới biết lèo. Khi cái gió người ta gió nam mà ta chạy cắn được á, thấy không, là mình nắm mà vậy lèo mình chạy cắn. Thì mình lái bên lái nữa, thấy không? Đó là lúc khó đó. Có nghĩa là gặp nghịch cảnh là chúng ta phải căng cái lèo đi ngược, đi nghịch gió. Nghịch gió cho chúng ta nó căng lèo. Mà căng lèo không chưa đủ mà chúng ta còn phải lái cho thật vững. Đó là cái điều mà tôi tỉ dụ thấy là trong cuộc sống hành đạo chúng ta giống như vậy đó. Có những cái gặp khó khăn lắm, nhưng nếu chúng ta không lèo lái cho vững thì chúng ta không có đến trốn được. Vì khéo léo ráng mà nhịn, lách qua, lách mình qua khúc quẹo, dòng quẹo mà cứ thẳng băng mà đi sao đi được, phải không? Phải uống mình qua khúc quẹo thì chúng ta mới qua, còn nếu không thì chúng ta kẹt ở lại. Thôi bây giờ thời gian đang hết rồi, cuối cùng thì chúc cho tất cả quý vị chúng ta sức khỏe được an lành, tinh thần an lạc, và ráng cố gắng giữ giới luật, hành pháp môn một cách chắc chắn để chúng ta có thể có thành tựu viên mãn trong những ngày quãng cuối cuộc đời, hoặc trong những ngày Đức Thầy chúng ta trở lại, chúng ta đồng có mặt trong ngày Long Hoa. Xin được trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.